Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Trình Quốc hội đầu tư 67,34 tỷ USD cho dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Chính phủ trình Quốc hội chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 67,34 tỷ USD và hoàn thành năm 2035. Theo báo Người Lao Động, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa có tờ trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Dự án có điểm đầu tại thành phố Hà Nội, ga Ngọc Hồi, điểm cuối tại thành phố Hồ Chí Minh, ga Thủ Thiêm. Trên cơ sở lựa chọn sơ bộ về công nghệ, kỹ thuật, quy mô đầu tư, tham khảo suất đầu tư các dự án đường sắt tốc độ cao đã và đang triển khai trên thế giới, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 1,7 triệu tỷ đồng, khoảng 67,34 tỷ USD. Trong đó ước tính chi phí bồi thường, tái định cư khoảng 5,9 tỷ USD, chi phí xây dựng khoảng 33,25 tỷ USD, chi phí thiết bị khoảng 11,03 tỷ USD, chi phí quản lý dự án khoảng 0,8 tỷ USD, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng khoảng 3,61 tỷ USD, chi phí khác khoảng 0,9 tỷ USD, chi phí dự phòng gồm lãi vay khoảng 11,85 tỷ USD. Tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam dự kiến đầu tư công trình tuyến khoảng 60% là cầu, 10% là hầm và 30% là nền đất, nên suất đầu tư dự án khoảng 43,7 triệu USD một km. Đây là mức trung bình so với một số tuyến đường sắt tốc độ cao trên thế giới có cùng giải tốc độ khai thác khi quy đổi về thời điểm năm 2024. Về tiến độ, dự án trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15, hoàn thành công tác lập và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Thiết kế kỹ thuật tổng thể FEED vào năm 2025-2026, triển khai giải phóng mặt bằng, đấu thầu lựa chọn nhà thầu, khởi công dự án năm 2027, phấn đấu cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2035. Về nguồn vốn, dự kiến nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí trong các kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn để đầu tư hoàn thành dự án vào năm 2035, bố trí vốn trong khoảng 12 năm, bình quân mỗi năm khoảng 5,6 tỷ USD. Quá trình triển khai sẽ huy động đa dạng các nguồn vốn hợp pháp để đầu tư. Tư vấn đề xuất dự án có điểm đầu tại thành phố Hà Nội, ga Ngọc Hồi, điểm cuối tại thành phố Hồ Chí Minh, ga Thủ Thiêm, tổng chiều dài tuyến khoảng 1.541 km. Dự án đi qua địa phận 20 tỉnh, thành gồm Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở các phân tích về công năng, công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật nêu trên, kiến nghị quy mô đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam như sau: xây dựng mới tuyến đường sắt đôi khổ 1.435 mm, địa khí hóa, tốc độ thiết kế 350 km/h, tải trọng 22,5 tấn một trục, chiều dài khoảng 1.541 km với 23 ga hành khách, 5 ga hàng hóa vận chuyển hành khách, đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng phục vụ quốc phòng, an ninh, có thể vận tải hàng hóa khi cần thiết. Hướng tuyến đường sắt tốc độ cao được tư vấn nghiên cứu, lựa chọn ngắn nhất có thể, hạn chế đi qua các khu vực nhạy cảm về môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, các khu di tích, xanh lam thắng cảnh, đất quốc phòng, hạn chế khối lượng giải phóng mặt bằng, tránh các khu vực tập trung đông dân cư, giảm thiểu ảnh hưởng đến các công trình hiện hữu, bảo đảm liên kết hành lang Đông Tây, các tuyến đường sắt kết nối Trung Quốc, Lào, Campuchia. Theo Chính phủ, phương án tuyến lựa chọn đã được 20 trên 20 tỉnh, thành phố có tuyến đường sắt tốc độ cao đi qua thống nhất trên nguyên tắc thẳng nhất có thể. Đối với ga khách, tuyến đường sắt tốc độ cao bố trí 2-3 ga hành khách, mỗi tỉnh bố trí 1 ga, riêng các tỉnh Hà Tĩnh, Bình Định, Bình Thuận bố trí 2 ga. Trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi xác định, mỗi vị trí ga hành khách đều quy hoạch không gian phát triển từ 250 đến 300 ha, trừ ga Thủ Thiêm, gồm 3 khu chức năng, gồm khu trực tiếp phục vụ đón, tiện khách, khu vực dịch vụ, thương mại, khu vực đô thị dịch vụ. Trong phạm vi dự án, sử dụng vốn đầu tư công để đầu tư khu chức năng trực tiếp phục vụ đón, tiện khách, phần phục vụ cho mục đích dịch vụ, thương mại và khu phát triển TOD sẽ do địa phương kêu gọi nhà đầu tư thực hiện. Đối với ga hàng, đề xuất xây dựng 5 ga hàng tại các đầu mối hàng hóa lớn Thường Tín, Hà Nội, Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Chu Lai, Núi Thành, Quảng Nam, Cam Ranh, Ninh Hòa, Khánh Hòa và Trảng Bom, Đồng Nai, kết nối với Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các cảng biển lớn, khu kinh tế ven biển và kết nối hệ thống đường sắt phục vụ vận tải liên vận quốc tế, thuận lợi cho công tác hậu cần, phục vụ quốc phòng, an ninh, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu về kết hợp giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh, có thể vận tải hàng hóa khi cần thiết, quy mô mỗi ga hàng hóa khoảng 24,5 ha.
Sơ bộ tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 10.827 ha, trong đó có đất trồng lúa khoảng 3.655 ha, trong đó đất lúa nước từ 2 vụ trở lên là 3.102 ha, đất lâm nghiệp khoảng 2.567 ha, các loại đất khác theo quy định của pháp luật về đất đai khoảng 4.605 ha, số dân tái định cư khoảng 120.836 người. Theo chính phủ, tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam được nghiên cứu trong thời gian dài do còn có ý kiến băn khoăn về tốc độ, phương án khai thác, nguồn lực đầu tư trong bối cảnh quy mô nền kinh tế tại thời điểm năm 2010 thấp. Năm 2010, GDP là 147 tỷ USD. Tại thời điểm đó, tổng mức đầu tư dự án khoảng 55,8 tỷ USD, tương đương 38% GDP, nợ công ở mức cao 56,6% GDP nên chưa được cấp có thẩm quyền thông qua. Với nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, quy mô nền kinh tế năm 2023 đạt 430 tỷ USD, gấp gần 3 lần so với năm 2010, nợ công ở mức thấp khoảng 37% GDP. Dự kiến thời điểm triển khai xây dựng vào năm 2027, quy mô nền kinh tế ước đạt 564 tỷ USD nên nguồn lực để đầu tư không còn là trở ngại lớn. Bên cạnh đó, tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Bộ Chính trị, Chính phủ đã thống nhất chủ trương đầu tư, yêu cầu huy động mọi nguồn lực để triển khai, rút ngắn tối đa tiến độ thực hiện. Đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ hoàn vốn trong bao lâu? Theo Bộ Giao thông Vận tải, kinh nghiệm thế giới cho thấy, khi quyết định đầu tư dự án đường sắt cao tốc, các quốc gia đều xem xét hiệu quả tổng thể mang lại cho toàn bộ nền kinh tế. Thực tiễn chứng minh, sau khi tuyến Bắc Kinh-Thượng Hải vào khai thác năm 2012, GDP các địa phương dọc tuyến tăng lên gấp đôi sau 10 năm, bình quân 11% một năm. Ở nước ta, nếu đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ là cú hích cho phát triển kinh tế. Cụ thể ở đây là tạo tiền đề, động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đáp ứng nhu cầu vận tải, tái cơ cấu vận tải theo hướng phát huy tối đa lợi thế của từng phương thức, mở ra không gian phát triển kinh tế mới, nguồn lực mới thông qua khai thác hiệu quả quỹ đất. Thêm vào đó, dự án còn mang lại cơ hội phát triển công nghiệp xây dựng, công nghiệp vật liệu xây dựng như thép, xi măng, phát triển du lịch, dịch vụ, đô thị, giảm ô nhiễm môi trường, giảm tai nạn giao thông, tạo ra hàng triệu việc làm. Trong thời gian xây dựng, ước tính góp phần tăng GDP bình quân của cả nước, tăng khoảng 0,97 điểm phần trăm mỗi năm. Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải đi đến khẳng định các lợi ích kinh tế trực tiếp và gián tiếp rất lớn nhưng không thể tính toán vào nguồn thu và hiệu quả tài chính dự án. Tương tự, mô hình các nước trên thế giới, các dự án đường sắt mang lại hiệu quả chung cho nền kinh tế. Dòng doanh thu tính toán hoàn vốn cho dự án chủ yếu từ nguồn thu từ vận tải, khai thác thương mại để cân đối cho chi phí vận hành, bảo dưỡng phương tiện, bảo trì kết cấu hạ tầng và trả phí hạ tầng cho nhà nước. Kết quả tính toán cũng cho thấy, trong 4 năm đầu khai thác, doanh thu dự án chỉ bù đắp được chi phí vận hành, bảo trì phương tiện, còn chi phí bảo trì kết cấu hạ tầng dự án nhà nước phải hỗ trợ một phần như đang làm với hệ thống đường sắt quốc gia hiện nay. Mức hỗ trợ của nhà nước được Bộ Giao thông Vận tải tính toán qua các năm như sau: dự kiến năm 2037 khoảng 238 triệu USD, năm 2038 khoảng 213 triệu USD, năm 2039 khoảng 187 triệu USD, năm 2040 khoảng 140 triệu USD. Còn số năm hoàn vốn dự án khoảng 33,61 năm trong điều kiện thông thường, Bộ Giao thông Vận tải cho hay. Như vậy, trong 4 năm sau khi đưa vào khai thác, số tiền nhà nước cần hỗ trợ cho chi phí bảo trì kết cấu hạ tầng khoảng 778 triệu USD. Liên danh tư vấn TEDIS cho biết, nếu tới đây, Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, chính phủ sẽ bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị đầu tư toàn tuyến. Trong đó, đoạn Hà Nội, Vinh và thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang được khởi công lần lượt vào năm 2027 và 2028, dự kiến toàn tuyến hoàn thành đầu tư vào năm 2035. Năm 2037, khi dự án đi vào khai thác thương mại, dự kiến giá vé là 1.309 đồng một km, với lộ trình 5 năm tăng giá vé một lần, mức tăng dự kiến 15%. Như vậy, nguồn thu trong phương án tài chính dự án chủ yếu là từ bán vé, nhưng tỷ lệ lấp đầy hành khách trên mỗi chuyến tàu giai đoạn đầu đang được tư vấn dự tính thấp hơn trong các năm tiếp theo. Vì vậy, nguồn thu sẽ không lớn. Trong khi đó, dự án cần chi rất lớn cho các hạng mục như mua sắm phương tiện và thiết bị phục vụ vận hành khai thác, chi phí vận hành, bảo dưỡng phương tiện, thay thế phương tiện, thiết bị, chi phí bảo trì, duy tu cơ sở hạ tầng. Chi phí bảo hiểm phương tiện tạm tính bằng 1% chi phí thiết bị, chi phí thuê cơ sở hạ tầng, các loại thuế, phí theo quy định. Theo đó, năm 2037, dự kiến thu về hơn 974 triệu USD, nhưng chi cho dự án hơn 1.248 triệu USD. Lỗ gần 238 triệu USD. Vì vậy, trong thời gian đầu khai thác, doanh thu chỉ bù được chi phí vận hành, bảo trì phương tiện nhưng không đủ chi phí bảo trì kết cấu hạ tầng. Liên danh tư vấn TEDIS
Tedis lý giải. Về thời gian hoàn vốn dự án, liên danh tư vấn Tedis cho biết kết quả tính toán cho thấy với khoản đầu tư ban đầu khoảng 6,57 tỷ USD, tương ứng khoảng 9,7% tổng mức đầu tư dự án, trong quá trình khai thác tiếp tục đầu tư thêm 13,31 tỷ USD, thì doanh nghiệp khai thác có thể hoàn vốn trong khoảng 33,61 năm. Như vậy, thời gian hoàn vốn dự án kể trên chỉ là các hạng mục do doanh nghiệp bỏ ra đầu tư trên hạ tầng có sẵn của nhà nước, chứ không phải toàn bộ dự án. Tuy nhiên, thời gian hoàn vốn chỉ tính trong trường hợp thông thường, còn xét trong trường hợp bất lợi, doanh thu giảm 10% thì không thể hoàn vốn cho doanh nghiệp. Nếu doanh thu giảm 5% thì thời gian hoàn vốn kéo dài tới 41,18 năm, nhà nước hỗ trợ 5 năm đầu với kinh phí 1,05 tỷ USD. Đơn vị tư vấn phân tích. Thêm vào đó, ngoài những năm đầu khai thác doanh thu không bù được chi phí, còn một số năm đến kỳ thay thế thiết bị, phương tiện đòi hỏi chi phí rất lớn, đòi hỏi tiếp tục có sự hỗ trợ của nhà nước cho doanh nghiệp khai thác vận tải. Ngoài ra, doanh thu phụ thuộc rất lớn vào số liệu dự báo nhu cầu vận tải. Vì vậy, tư vấn cho rằng trong bước tiếp theo và kể cả trong giai đoạn khai thác, cần tiếp tục tính toán chi tiết các thông số này và cập nhật phương án tài chính cho phù hợp. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!